Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn giám khảo đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Chào mừng tất cả các bạn đã tới với Ao Làng. Rất là lâu rồi chúng ta chưa tổ chức Ao Làng. Lâu lắm rồi chúng ta chưa tổ chức Ao Làng. Và xin chào mừng các bạn đã đến với một giải Ao Làng nữa của Hùng Akira. Và hiện tại thì mình tổ chức parkour. Mình quên mẹ mất là mình không bật vô te nên là mình xin phép tổ chức parkour luôn. Và chúng ta giải parkour này thì chúng ta sẽ tìm ra người nhảy parkour nhanh nhất và cũng như là giỏi nhất để có thể nhận được giải thưởng, đó là 100.000. Và tôi xin phép kick thằng Anh Quân ra nha. Lý do tại sao? Tại vì thằng Anh Quân ăn nhiều giải quá rồi. Anh Quân giải sau sẽ tham gia nha. Còn bây giờ mình sẽ xin phép kick thằng Anh Quân ra. À, các bạn đừng hỏi lý do tại sao cả. Mình không phải ghét thằng Anh Quân đâu, mà Anh Quân nó không nên chơi. Tại vì lát nữa mình sẽ trả cạc cho nó. Mình còn nợ nó 2k cơ nên vẫn là mình sẽ trả cạc cho nó. Anh Quân nên nhường người ta một giải đi nhá. Ok, và chào mừng các bạn đã đến Ao Làng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu giải đấu thôi. Ok, và chúng ta sẽ cùng để tôi xin phép các bạn là tôi sẽ tắt cam thì để bình luận cho nó dễ. Nếu mà bật cam lên bình luận nó một tấu hài lắm các bạn. Ok, và xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với Ao Làng của Gakia. Rất là lâu rồi chúng ta mới gặp nhau ở trên một cái vị trí như thế này. Và hôm nay chúng ta ở đây có đến 20 thí sinh tham gia. Bởi vì rất là lâu rồi tôi mới được về quê và tổ chức Ao Làng như vậy. Kể từ hồi về quê đi từ Hà Nội đến Tuyên Quang và về lại nhà, lắp máy ở lại nhà như thế này, thì đây là lần đầu tiên tôi tổ chức Ao Làng. Và rất là lâu rồi tôi mới ngồi ở cái vị trí này. Rất là lâu rồi tôi mới ngồi ở vị trí này để bình luận cho các bạn. Đừng ngồi đây nghịch. À ok thì rất là lâu rồi mình bình luận nên mình cũng đều biết bình luận cái gì cả. Cho nên là chúng ta sẽ cùng điểm danh lại tất cả những vị trí của những thanh niên quen thuộc hay tham gia giải Ao Làng của chúng ta các bạn nhé. Và những bạn mà có chất lượng mạng rất là tốt và cũng như là khả năng bấm pad cực đỉnh, tay nhanh hơn não là có thật. Ở đây chúng ta có một bạn mới tinh mang tên là Lưu Dung. Tên của bạn ấy rất là nữ tính vì vậy bạn ấy dùng skin nam. Và đây chúng ta có Saki 102, Phi 56. Chào mày quay cái em, chào mày quay cái. Ôi sao bạn ấy to thế? Đầu xanh bạn ấy to dữ vậy? À, NVT Channel. À, ok, chào NVT Channel. Và đây chúng ta có một Hùng Akira Fake mang tên là Hùng Akirai. Cái lưu đán cho nó với cả Hùng Akirai ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với vị trí dẫn đầu hiện tại chúng ta đang có ở đây, đó là Gấu Núp Gamer. Một trong số nhất thanh niên có thể nói là tay to. Ấy, trả điện thoại cho anh, anh đọc comment. À, thôi qua bên nhà cái đi, đừng qua đây nghịch anh, lát nữa qua. Lát nữa qua sau, ok chưa? Ok. Rồi, qua nhà đi. Qua nhà đi. Ok, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của trận đấu. Con đẹp gái nhà tôi nó nghịch quá, nó tát tôi các bạn ạ. Thôi được rồi, đừng nghịch nào. Ok, và Ellie Chip Gaming cùng với lại là Hậu Zip Boy hiện tại đang là người dẫn thứ nhì. Và không biết được là giải đấu này thì nó có một chiều không, nhưng tạm thời hiện tại tôi thấy thì đúng là một chiều rồi. Gấu Núp Gamer nó dẫn xa vãi cứt luôn. Vậy tại Gấu Núp Gamer đang ở bên Tây, còn lại là bên của Ellie Chip cũng như là Hậu Zip Boy thì đang ở tít ở bên Việt Nam. Với khoảng cách xa lên đến 10.000 cây số thì yếu biết làm cách nào để Hậu Zip Boy có thể lật kèo trong van này. Gấu Núp Gamer có vẻ như là chơi van này rồi. Nhảy rất tốt, xử lý rất nhanh. Ellie Chip đã bắt đầu lên tàu hỏa cho mình và đi đến được vị trí của Gấu Núp Gamer rồi. Vâng, Gấu Núp Gamer có một trình độ nhảy parkour có thể nói là tốt. Khi mà anh xử lý được cho mình những pha rất là điêu luyện, thể hiện được cho mình đó là trình độ parkour. Và anh vẫn còn thời gian để đứng lại bấm enter và chat. Vâng, chưa bao giờ chơi map này. Vâng, để mà có thể khẳng định được cho anh em biết là trình độ của anh ấy giỏi thì anh ấy quyết định lại gọi là đứng lại bấm chat là tao chưa chơi map này. Ờ, để thể hiện rằng tao chơi giỏi vãi nồi ra, chưa chơi nhưng mà vẫn nhảy giỏi đấy. Và nãy giờ Gấu Núp đập mặt vào tường 2 lần rồi, răng cửa của anh bắt đầu lung lay. Vâng, và hiện tại Gấu Núp chúng ta sắp sử dụng cái răng cửa. Liệu đây có là một pha dụng răng cửa đến từ vị trí Gấu Núp hay không? Rồi xong, Gấu Núp đi răng cửa rồi, răng hàm lên thay răng cửa. Và bên này thì Elite Chip Gaming đã bắt đầu có được sự đột phá, đã bắt đầu bắt được vị trí của Gấu Núp Gamer rồi. Vâng, tôi hy vọng đây sẽ không phải là trận đấu một chiều, bởi vì là tôi rất là muốn chứng kiến cảnh hai thanh niên thi đấu với nhau, chứ không phải là cái cảnh mà một đứa đi xa thật xa, còn lại những đứa còn lại đứng đằng sau và nhìn người ấy đi xa dần. Phía đằng sau một chàng trai sẽ éo có mẹ gì đâu, chỉ toàn là block và block thôi. Trên tôi khuyên chân thành là hãy có ai đó đuổi được vị trí của Gấu Núp Gamer đi. À, chào 6115 Miner lần thứ 83 nhá. Chào em, đậu xanh nhà em chào anh lần thứ 83 làm chi nhở. Chỗ này có thể nói là khó. Gấu Núp Gamer sẽ phải xử lý tốt trong tình huống này. Nếu như không thì Gấu Núp Gamer sẽ bị vượt mặt. Vâng, và ở đây chúng ta có, đây là Ellie Chip Gaming. Ellie Chip thì sắp sửa đuổi được tới vị trí của Gấu Núp rồi. Chúc Ellie Chip Gaming may mắn trong những pha xử lý tiếp theo của Ellie Chip nhé.
Electric bây giờ đang ngồi thử test từng block một. Vâng, có vẻ như em nó sợ chết. Vâng, sau khi sợ chết test từng block xong thì em nó rơi mẹ xuống và chết luôn. Chưa kịp nhảy đã chết rồi. Vâng, chào TM Minh Nguyễn lần thứ 777 nhá. Chào em, đậu xanh nhà em. Sợ chó này. Vãi cả 777. Ok, Gấu Nút Gamer vừa mới rớt xuống một cái hố dài vãi trường luôn. Cái hố này thì có thể nói là to, nhưng mà vẫn chỉ to được một bằng nửa một nửa cái ống khói nhà tôi thôi. Hậu Z-Boy đã là đuổi đến được vị trí của Elichip rồi. Và Elichip có sự trục trặc kỹ thuật trong pha này. Elichip bảo là bị kẹt chuột rồi. Vâng, vậy là thôi, Elichip chính thức gọi là bỏ nghề parkour và quay về bán quần chip như ngày xưa. Còn lại Hậu Z-Boy sẽ là người vừa lên dẫn trước và cố gắng đuổi được vị trí của Gấu Nút Gamer. Bây giờ sẽ là va solo giữa Gấu Nút Gamer và Hậu Z-Boy. Hậu Z-Boy cố lên. Vâng, Hậu Z-Boy sẽ chuẩn bị rớt. Tao đã nói rớt là rớt bởi vì hôm nay tao chưa đánh răng. Vâng, đúng như tôi đoán, Hậu Z-Boy đã qua và không bị rớt các bạn ạ. Tôi đã bảo là Hậu Z-Boy sẽ không rớt rồi bởi vì là tôi đã đánh răng rồi các bạn nhé. Bạn nào buồn cười cứ bảo tôi miệng thối nhở. Ok, và Hero Bright ở đây đang là vị trí thứ tư, nhưng mà vị trí thứ tư cách xa vị trí thứ ba quá. Thế này thì thôi, em nó xách dép rồi. Còn đến những vị trí sau giữa, chúng ta có Lucky Dương. Oh, hello Lucky Dương. À, Lucy CH Dương. Ok, chào Lucy CH Dương nha. Em nó mặc skinny mặc định, nhìn rất là xinh luôn. Váy dân tộc Hở Mông và một cái phong cách nhảy parkour thật là vãi nổi. Còn đây là Hiếu 5A123. Hiếu đặt cái tên chứng minh được cho mọi người biết được rằng là Hiếu học lớp 5. Nhìn tôi là đã biết Hiếu là người trưởng thành rồi. Còn đây là Huy 56. Không biết số 56 có hàm ý gì, nhưng có thể có vẻ như là Huy sinh vào ngày mùng 5 tháng 6. Và nếu như bạn nào chưa biết thì ngày mùng 5 tháng 6 khá là giống với ngày diệt sâu bọ ở Việt Nam. Vâng, và khi diệt sâu bọ xong thì Huy 56 ra đời. Bởi vì là sâu bọ chết và đầu thai. À, đậu xanh, nói này có vẻ xúc phạm quá nhưng mà trêu thôi các bạn. Chất ở kidding, chất ở kidding. Còn đây là NCT Bảo Bình. Một cái tên mang tên của một cái cung hoàng đạo. Nhìn thì có vẻ là hay nhưng thực chất là hay thật. Bên này chúng ta có thêm những vị trí đang ngồi đứng ở dưới đáy xã hội khác, như kiểu là Kiyaya Kaioken, fan của Dragon Ball đấy, VN Peter Paul, Huy Hoàng, Mifu Hoa. Vâng, Mifu Hoa VN thì hiện tại đang đứng hơi bị xa. Mifu Hoa VN thì liệu hiện tại có khả năng vượt lên dẫn trước hay không? Có vẻ như là đếu rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm đến vị trí của Gấu Núp. À, đây rồi. Đây là pha solo tôi mong đợi nhất trong giải đấu ngày hôm nay. Hậu Z-Boy và sát Gấu Núp Gamer. Gấu Núp Gamer đang đi đường khó. Gấu Núp Gamer quyết tâm nhảy đường khó trong khi Hậu Z-Boy đi mẹ đường dễ rồi. Hậu Z-Boy vượt lên dẫn trước và Hậu Z-Boy tạm thời trở thành người dẫn đầu. Liệu có một pha lật kèo đến từ vị trí của Hậu Z-Boy không? Hậu Z-Boy rớt bố xuống lava rồi. Và chúng ta có cáo nướng cho tình huống này. Liệu Elite Gaming có xử lý trong pha này? À, nếu phải Elite Gaming mà đó là Gấu Núp. Gấu Núp vẫn đứng sau. Sau khi Hậu Z-Boy chết một mạng thì Gấu Núp Gamer vẫn là người đứng sau. Còn Hậu vẫn là người dẫn đầu. Hậu đang đi rất nhanh. Hậu phi với tốc độ xé gió. Vâng, Hậu nhảy xịt xong Hậu lại trèo lên. Vâng, và Elite hiện tại hết kẹt chuột rồi. Elite thấy rằng là cái nghề bán quần lót nó bèo bọt quá. Elite chính thức bỏ nghề bán quần chip và chuyển sang bán chip điện tử để gọi là mong ước một cái cuộc sống giàu sang hơn cho sau này. Hậu Z-Boy bây giờ đang dẫn trước Gấu Núp Gamer một step. Pha solo này sẽ như thế nào đây? Vâng, Hậu Z-Boy nhảy lên những tà lá, nhảy xuống, xử lý rất tuyệt vời. Vâng, các bạn nhìn thấy em nó đeo một cái tay cáo và nhìn cứ tưởng tay cáo thôi nhưng thực chất đây là tay chó đấy các bạn. Vâng, thực chất nó chỉ cắt tay chó ra xong nó đeo vào và nó thể hiện rằng đấy là tay cáo thôi. Làm nếu như có tiền mua tay cáo, cũng như kiểu là người ta mặc áo da bò nhưng người ta bảo đấy rằng là áo da hổ ấy. Gấu Núp Gamer đang ngồi khóc hu 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 con mẹ mày nhảy đi. Còn ngồi đấy mà chat được luôn á. Hậu Z-Boy. Hậu Z-Boy bây giờ sẽ làm gì đây? Và Hậu Z-Boy nhảy mãi đối lên là hai block. Lùi lại một tí. Lùi lại một tí sau đó là nhảy. Ôi trời ơi, Hậu Z-Boy xử lý một pha gà vãi nồi. Hậu Z-Boy rớt xuống rồi. Và bây giờ Gấu Núp Gamer vượt lên dẫn trước rồi. Vâng, theo như tôi đoán thì Gấu Núp Gamer là một người có khả năng xử lý tốt. Pha này anh ấy sẽ nhảy một phát qua chỗ này mà không bị rớt như Hậu Z-Boy đâu. Đấy, đúng như tôi đoán, Gấu Núp Gamer rớt rồi các bạn ạ. Tôi đã bảo là Gấu Núp Gamer sẽ rớt mà. Khả năng xử lý là chưa được tốt. Cần phải có những cái sự trau dồi kinh nghiệm hơn đến từ vị trí của Gấu Núp. Đã khiến cho tôi chắc chắn một điều là Gấu Núp Gamer sẽ bị rớt trong pha vừa rồi. Bây giờ thì Hậu Z-Boy sẽ làm gì đây? Hậu Z-Boy có được cho mình một khoảng trống.
một khoảng trống cực kỳ lớn để có thể vượt qua được vị trí của Gấu Nút Gamer và đi thật xa hơn. Khi mà Gấu Nút Gamer đã rớt trong pha vừa rồi, Gấu Nút Chạy Gamer pha này tôi nhận định là sẽ xử lý tốt và sẽ vượt qua chỗ này thôi. Đấy, lại đúng như tôi đoán, tôi làm tiên tri được rồi chứ làm YouTuber làm mẹ gì nữa. Có lẽ là tôi sẽ bỏ nghề YouTuber và làm tiên tri. Đúng như tôi đoán, Gấu Nút Gamer rớt rồi các bạn. Hậu Zip Boy bây giờ là rất xa lắm rồi, càng ngày càng đi xa hơn. Và Hậu Zip Boy vào ngôi nhà tình ái cho hai đứa, nhưng mà lại chỉ có một đứa đến thôi, còn lại là Gấu Nút thì đang bị rớt ở đằng kia. Ngôi nhà tình ái có lẽ sẽ không có trên trần gian đâu. Đi sai đường rồi, lên mẹ gác xếp làm gì. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đây không phải chỗ bắt cua. Đúng rồi, Hậu Zip Boy có vẻ như đã nhận ra được sự khác bọt. Không phải chỗ này em ơi. À, trèo lên ống khói em ạ. À, đúng phải luôn. Không phải trèo lên ống khói đâu Hậu ơi. Từ từ để anh xem nào. À, anh biết rồi, có đường, có đường, có đường, có đường. Có đường Hậu ạ. Ừ, nhanh đâu biết đường nào. Bây giờ Hậu sẽ phải xử lý tốt trong pha này. Hậu đâu biết tìm đường ở đâu. À, đây này, ở trong cái bể lửa này thì phải. À, đúng phải luôn. Ok, đúng như tôi đoán, không phải các bạn ạ. Không phải cái gác xếp đâu các bạn. À, đây này, đường bắc cua ở trên này cơ mà. Cái nhà này để trang trí thôi. Thấy không, tôi đã bảo rằng đây là đường bắc cua rồi. Thằng Hậu lại cứ cố cãi. Tôi đã bảo rồi, đừng có cãi bình luận viên. Đậu xanh, đậu xanh nhà các bạn, tham gia giải của tôi mà cứ cãi tôi là thế nào. Tôi đã nói rằng trên này là đường bắc cua rồi. Các bạn cứ bảo rằng đi vào trong cái nhà đi và làm Hậu nó cũng bị ảnh hưởng theo. Mấy ông buồn cười thật. Tôi đã bảo là nhảy lên cái nóc nhà đi là không chịu. Thấy không, rồi xong nhảy ngu rồi. À không, Hậu Zip Boy có được pha xử lý tốt hơn. Nhưng mà chỗ này chặn một lớp tàng hình rồi. Hậu ngu vãi nồi. Hậu bị lừa rồi. Chỗ này một lớp tàng hình cao cả mét. Hậu bị lừa rồi, Hậu ngu vãi nồi. Hậu nhận ra rằng mình ngu rồi. Và Hậu quyết định là sẽ phải dùng giấy chuyển thôi Hậu. À không, Hậu quyết định gọi là thể hiện cái độ ngu của mình hơn là Hậu sẽ bám một tường. Vâng, Hậu cần phải bấm giấy chuyển. Không giấy chuyển à? Hậu ngu vãi nồi ra. Nhảy đường chính cống thì không chịu. Đi nhảy xuống bám một tường lên, đậu xanh nhà Hậu. Hậu bây giờ đang bị mắc kẹt ở đây. Trong lúc Hậu mắc kẹt thì Gấu Nút Gamer vẫn đang bị mắc kẹt ở chỗ kia. Em là fan của anh. À, cảm ơn Nguyễn Phúc đã tặng. À, đã là fan của anh nha, cảm ơn em. À, bạn Thu Anh bảo nhạt quá, đậu xanh kệ nhà bạn chứ. Nhà thì tôi, kệ tôi. Tôi thiếu muối mà. Kệ tôi coi. Ok, và chúng tôi cần một cái nhạc căng thẳng hơn các bạn. Chúng ta cần một cái nhạc căng thẳng hơn. Hậu Zip Boy vẫn đang cố gắng. Sau khi mà nâng được trình độ của mình lên cao hơn thì mình vẫn đang đọc comment các bạn nhé. Chẳng qua là mình không có đọc lên thôi. Mình vẫn đọc comment của các bạn nhá. Pass là gì vậy anh á? Pass là 4 số... À, pass là 1, 2, 3, 4 nhá. Nhưng mà hiện tại là full rồi em ơi. Em bây giờ em có vào thì em không đuổi nổi mấy đứa này đâu. Hậu Zip Boy sau khi mà cải tà quy tránh thì Hậu Zip Boy đã quyết định là đi đường chính cống. Và sau những pha xử lý như vậy thì Hậu đã có được cho mình một chỗ đứng. Có vẻ nói là, có thể nói là vượt qua được vị trí của Ellie Chip. Nhưng cũng chỉ là một step thôi. Bây giờ Ellie Chip của chúng ta sẽ là người có khả năng vượt lên rất trước vị trí của Hậu Zip Boy. Nhưng mà Hậu nói rằng là đéo. Hậu nhảy rất nhanh. Hậu nhảy với tốc độ xé gió tụt quần. Hậu vừa nhảy vừa kéo chun quần lên. Hậu quyết định đéo dùng thắt lưng trong tình huống này. Vâng, Hậu vẫn đang cố gắng nhảy. Hậu nhảy qua những cây mía. Hậu nhảy qua cái cầu. Hậu đập xem đường đi ở đâu. Hậu quyết định chạy qua cái cầu. Cầu đéo chạy được. Hậu lại ngồi suy nghĩ. Hậu đang bối rối. Hậu đập mặt vào blog tàng hình. Hậu bối rối. Hậu không biết đường đi ở đâu. Và có lẽ là Hậu cần phải có sự trợ giúp của tôi. Tôi sẽ cho Hậu một sự trợ giúp. Đó là đường đi là ở đằng bên này đây. Bên tay trái chúng ta có một cái nhà. Và cái nhà này sẽ có một cái cổng dịch chuyển. Vâng, đúng như tôi đoán, ở trong này không có cái cổng dịch chuyển nào các bạn ạ. À đây, ở đây trong này có đường đi này Hậu ơi. Hậu ơi, đằng này có đường đi Hậu ơi. Đúng rồi, lên trên cái nhà đi Hậu. Lên trên cái nhà đi Hậu, có đường đi. Có vẻ như Hậu đang nghe được lời kêu gọi của bình luận viên. Hậu đang bắt đầu xử lý tốt trong pha này. Hậu sẽ chạy lên cái cầu. Không biết chạy đường cầu như thế nào. Hậu đang bí. À đây, phải trèo lên cây Hậu ơi, phải trèo lên cây. Trèo lên cây leo cột điện. Vâng, và Hậu quyết định gọi là tìm cách để sử dụng kỹ năng của những thằng trộm chó chuyên nghiệp. Hậu quyết định leo cột điện nhưng leo không thành công rồi. Có vẻ như Hậu cần phải về lại chỗ spawn. Hậu phải làm gì cho tình huống này đây? Hậu bối rối. Hậu bất ngờ. Hậu không biết làm gì cả. Hậu cảm giác rằng là mình đang thiếu đường đi. Hậu nhảy ngu rồi. Hậu tưởng rằng tầng 1 sẽ có đường lên tầng 2 nhưng đéo. Hậu bị hớ rồi. Vậy là Ellie Chip lại là người vượt lên rất trước vị trí của Hậu rồi. Bây giờ Hậu mắc vào lót tàng hình. Bây giờ Hậu bối rối. Hậu nhảy xuống nước để cho nó mát và cho nó có thể gọi là làm lạnh cái đầu.
Họ cảm giác bí quá. Họ phải làm gì đây? Họ không biết phải làm gì cả. Họ đã tự hỏi mình phải làm gì trong pha này. Họ thấy rằng Ellie Chip dẫn, vừa nãy thua và hậu đến cả chục step. Nhưng bây giờ Ellie Chip lại đuổi được hậu rồi. Họ bất ngờ quá. Họ cảm giác con tim hậu như đang đau nhói. Họ sẽ phải làm gì đây? Họ trèo lên cây. Họ nhảy cột điện. Họ nhảy tiếp qua cột điện bên lại bên cạnh. Và họ nhảy nốt cái cột điện cuối cùng. Và họ nhảy được vào trong nhà. Họ bối rối, họ lưu game. Ellie Chip cũng lơ game theo hậu. Bây giờ hậu đang bối rối, hậu không biết đường đi ở đâu. Hậu nhìn thấy vào lúc khác biệt rồi. Bây giờ hậu tìm cách nhảy lên. Trong lúc hậu đang tìm cách nhảy lên thì Ellie Chip nó đi qua bố đó rồi. Vậy là Ellie Chip vừa lên dẫn trước vị trí của hậu rồi. Nhưng Ellie Chip tắm bố lava và Ellie Chip lại quay trở về chỗ cũ rồi. Vậy là hậu của chúng ta lại trở thành người dẫn trước rồi. Bây giờ hậu của chúng ta nhảy lên và hậu chết y như Ellie Chip vừa chết. Và Ellie Chip lại trở thành người dẫn trước rồi. Vâng, hai thanh niên thi nhau chết ngu. Vậy là Ellie Chip trở thành người dẫn trước rồi. Rồi Ellie Chip lại chết rồi. Vậy là hậu đã trở thành người dẫn trước rồi. Hậu xử lý tốt trong pha này. Nhưng mà hậu nếu hiểu hậu làm gì mà hậu lại nhảy sau Ellie Chip rồi. Vậy là Ellie Chip trở thành người dẫn trước rồi. Ellie Chip đều có xử lý tốt trong pha này không? Ellie Chip đang nhảy trước, hậu đang nhảy sau. Hậu ngắm đít Ellie Chip, hậu đập mặt vào đít Ellie Chip và hậu chết rồi. Tất nhiên là Ellie Chip bị hậu bú đít thì cũng ngứa ngứa và ngồi gai và Ellie Chip cũng chết theo rồi. Vậy là hậu lại trở thành người dẫn trước rồi. Vâng, hậu đang cố gắng bám tường lên. Hậu không bị chết ngu. Hậu lại trở thành người dẫn trước. Ellie Chip quyết định nhảy đường khó và Ellie Chip bị ảo tưởng sức mạnh. Ellie Chip rất chết rồi. Còn hậu nhảy đường dễ mà hậu nhảy ngu quá, hậu cũng rớt và hậu cũng chết nốt rồi. Bây giờ Ellie Chip lại quay trở lại. Ellie Chip lại chết lại cái chỗ mà Ellie Chip vừa chết ngu rồi. Vâng, hậu Zipboy nhìn thấy Ellie Chip, hậu Zipboy cũng quyết định chết cho bằng bạn bằng bè. Và hậu Zipboy cũng chết nốt rồi. Ellie Chip bây giờ biết được rằng chỗ đấy là chỗ chết ngu, Ellie Chip không chết nữa rồi. Nhưng mà Ellie Chip quyết định nhảy đường dễ. Nhảy đường dễ nhưng em đó vẫn không thoát được khỏi cái kiếp là sẽ phải chết. Ellie Chip lại chết nữa rồi. Hậu Zipboy nhảy qua, lần này hậu Zipboy rút được kinh nghiệm và hậu Zipboy không chết nữa rồi. Hậu Zipboy trả lời câu hỏi một cộng một ơi cộng ơi bằng mấy ơi. Khó quá chịu và hậu Zipboy bị chết rồi. Trong khi đó thì Ellie Chip thấy rằng là hậu Zipboy đi qua, Ellie Chip vẫn cố gắng chết tiếp rồi. Ellie Chip liệu có qua được không? Vâng, Ellie Chip lại chết ngu lần nữa rồi. Vâng, chúng ta quay trở lại với vị trí của hậu Zipboy các bạn nhé. Hậu Zipboy đang ở đâu nhỉ? Để tôi đổi qua vị trí của hậu Zipboy các bạn nhé. Trả lời câu hỏi thì rất là mệt nên tôi xin phép gọi là dịch chuyển qua vị trí của hậu Zipboy. Vẫn còn rất là nhiều bạn còn đang chưa biết được là đường đi ở đâu. Thì trong này hai thanh niên đang sắp sửa solo đến đích rồi. Đây là hậu Zipboy. Ơ, hậu Zipboy đứng ở cái cổng làm gì em? Hết map rồi anh ơi á. À, hết map rồi à? À, giá là dựa. Hết map rồi đúng không? À, ok, hết map rồi. Ok, vậy là hậu Zipboy trở thành người win giả ở làng các bạn nhé. Vâng, và sau một hồi chết ngu lên, chết lên, chết xuống thì chính thức một điều là hậu Zipboy đã trở thành người chiến thắng trong pha xử lý này. Cũng như là đã trở thành người đạt được cái giải ao làng có giá trị giải thưởng lên đến 100.000 đồng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi ở cái giải ao làng của chúng ta. Và nếu như các bạn muốn giải ao làng nữa, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký và nhớ bấm cái chuông bên cạnh đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Cũng như theo dõi các livestream của mình mỗi khi mình ra video mới nhất các bạn nha. Bạn nào mà có thật sự muốn mình tổ chức ao làng thì comment cho mình biết nha.